Xin chào tất cả các bạn và các anh chị. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị về cái cách in một cái bì thư có sẵn trên máy in phun màu Epson, những cái dòng như T50, T60 và những cái dòng máy A3. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Thì sau khi khách hàng đưa tới chúng ta một cái bì thư như vậy và nói chúng ta làm cho khách hàng, thì với cái nội dung như vậy thì trước tiên chúng ta phải xác định được cái kích thước của cái bì thư là bao nhiêu. Thì để xác định được kích thước, các bạn sẽ lấy cái thước ha, các bạn đo cái bì thư này. Thì cái bì thư này mới có kích thước là ngang là 18 cm và cao của cái bì thư là 12. Vậy là cái bì thư này với kích thước là 12-18 cm. Sau đó chúng ta sẽ đi ra nơi mà cung cấp cái bì thư này, là cái phôi bì thư không, chúng ta sẽ mua cái bì thư với kích thước là 12-18. Thì đây là cái phôi của bì thư kích thước 12-18, bì thư trắng đã gấp sẵn bằng máy, mua về. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành thiết kế nội dung và để in lên trên cái bì thư này. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm thiết kế để thiết kế cái file bì thư. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái phần mềm Corel. Thì sau khi chúng ta sẽ bật phần mềm Corel lên. Vừa nãy các bạn đã biết là chúng ta đã có kích thước là 12-18. Chúng ta sẽ kẻ một cái khung với chiều ngang là 18 cm và chiều cao là 12 cm. Đây là cái khuôn khổ bì thư của chúng ta. Thì với cái nội dung mà chúng ta đã nhận được file khách hàng thì chúng ta sẽ thiết kế tại đây. Chúng ta sẽ đánh một cái đoạn những cái nội dung của khách hàng. Phía trên đó là tên công ty, tiêu đề, địa chỉ. Phía đây là kính gửi. Thì tôi đã có làm cái file mẫu rồi, cũng với cái nội dung mà tôi đã nhận từ khách hàng. Thì đây là cái file mẫu của khách hàng đây. Cho các bạn xem đây, đúng kích thước 12-18 đây. 12-18. Thì sau khi chúng ta đã thiết kế xong cái file, thì chúng ta bây giờ các bạn sẽ không có thể nào mà để trên một cái file Corel này chúng ta in được. Cái đó chúng ta sẽ phải xuất ra cái file ảnh hoặc là cái file tiếp để chúng ta tiến hành lập kích thước để in. Thì để xuất ra bài ảnh, các bạn sẽ cho cái đường viền này của nó sẽ là ẩn đi. Các bạn vào nút dấu chéo nè, bên chỗ cái bảng màu trong Corel, các bạn lít phải chuột thì nó sẽ ẩn màu trắng. Sau đó các bạn sẽ vào cái chỗ mà để xoay á, xoay cái đối tượng, thì chúng ta sẽ cho cái đối tượng xoay thành 270 độ, bấm enter. Đây thì cái đối tượng nó sẽ xoay như vậy. Rồi sau đó chúng ta sẽ xuất ra file hình, file tiếp. Chúng ta sẽ vào cái export nó ra. Thì ở đây nè, ở đây là file tiếp, thì tôi hãy sử dụng cái file tiếp. Còn các bạn không thích file tiếp thì các bạn sẽ có thể sử dụng cái file hình. Rồi chúng ta xuất ra. Rồi chúng ta đặt tên bì thư gì đó. Bì thư 555, ví dụ vậy. Thì chúng ta sẽ export, chúng ta bấm OK. Rồi như vậy là xong. Và chúng ta sẽ mở nè, đây là cái file kích thước. Đây là cái file mà chúng ta đã xuất ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua tới công đoạn mà thiết lập khổ in cho máy in. Rồi bây giờ tới phiên công đoạn in, thì các bạn sẽ nhấn nút Ctrl B,
các bạn sẽ chọn máy. Ở đây mình sẽ có hai máy, nhưng mình đang in trên máy T50, thì các bạn sẽ chọn máy Epson T50. Sau đó các bạn vào option printer option, thì ở đây thì chúng ta sẽ chọn những chế độ. Ở đây chúng ta đã tôi đã cài đặt sẵn cái kích thước là bình thường 12:8. Còn nếu các bạn mà không có, trong máy các bạn hiện tại mới toan chưa có, thì các bạn sẽ vào, chúng ta sẽ cài đặt, chúng ta vào cái chỗ size nè, chúng ta click vào cái mũi tên chọn xuống thì nó sẽ hiện ra một danh sách rất là dài. Chúng ta sẽ chọn vào cái user defined, các bạn click vào thì trong đây thì nó sẽ có cái paper size name, thì các bạn sẽ đặt tên là in, đặt tên gì đó cho các bạn dễ nhớ, là các bạn biết là cái size của file này in là kích thước 12:18, in thì thư 12:18. Các bạn chọn đây là cm nha, các bạn click vào chỗ cm. Rồi bây giờ kích thước 12:18, tức là đây là kích thước nhỏ, tức là 10 từ số là 890 đến 2159. Thì cái paper width thì các bạn sẽ chọn là cái chiều cao của nó. Ví dụ 12 cm thì ở đây tôi sẽ đánh là 1200. Còn ở dưới là paper 2 thì tôi sẽ đánh là 1800, tức là đây chiều ngang của nó. À, theo tôi sẽ đánh là 1800. Sau đó chúng các bạn sẽ save lại. Ok. Thì đây các bạn sẽ thấy bên đây là nó sẽ đã hiện lên cái bì là cái size name mà nãy mình lưu á, là in bì thư 12:18. Rồi các bạn cứ ok. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn tùy theo, các bạn chọn test hay là photo, thì ở đây chúng tôi sẽ chọn là photo, và cái chế độ tick của nó là fly paper, thì chúng tôi sẽ in, một là in chế độ ngang, hai là chế độ đứng. Đây chúng tôi sẽ in chế độ đứng ha. Như vậy sau đó đây là cái máy T50 ha, T50. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bỏ bì thư. Thì bỏ bì thư thì bì thư là đây, là nó có một mặt ha, đây là mặt in, đây là mặt nắp, thì chúng ta sẽ in trên trên đây. Thì đây nó có cái nắp này. Thì đây nó có cái nắp, thì các bạn sẽ đưa cái nắp quay về phía ngoài đây ha. Cái nắp sẽ đưa quay về phía đây, thì các bạn sẽ bỏ vào đây, đúng không? Chúng ta sẽ kéo cần này sát vào, rồi sau đó chúng ta sẽ bấm lệnh in. Rồi bây giờ chúng ta bấm lệnh in ring cho nó, là nó sẽ tự động chạy. Ok, đây các bạn sẽ coi nhé, bắt đầu nó sẽ nhận lệnh. Rồi đây thành quả, đây là thành quả, đã in xong một cái bì thư ha. Cứ như thế chúng ta in rồi xong chúng ta sẽ ra khách hàng. Như vậy là mình đã vừa mới hướng dẫn xong cho tất cả các bạn về cái cách in một cái bì thư có sẵn trên dòng máy Infung Epson. Hy vọng các bạn sẽ sau khi xem đoạn video clip này, các bạn sẽ làm được và chúng ta sẽ sử dụng cho công việc của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình thì các bạn hãy chia sẻ và nhấn vào nút like để cho mọi người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.